quý vị và các bạn, hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng công an xã thị trấn chính quy. Đội ngũ công an xã thị trấn chính quy sau khi được điều động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng vai trò quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự. Ngay trong năm 2018, tội phạm về trật tự xã hội giảm 0,61%, năm 2019 giảm 7,39%, năm 2020 giảm 6,8%. Bộ Công an đang xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm công an phường kiểu mẫu tại 5 phường thuộc 5 thành phố gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an với chủ đề tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an tân tại địa bàn cơ sở, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2022.